Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bít 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức ở các sao Hàn. Ngày hôm nay có thông tin gì nóng hổi? Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Blackpink chính thức trở lại với MV Love Seeker, bài chủ đề của full album The Album vào ngày 2 tháng 10. Sau 4 ngày chờ đợi lọc view, cuối cùng thì YouTube đã xác nhận lượt xem chính thức của MV Love Seeker trong 24 giờ đầu. Thông qua trang Manila Bulletin Entertainment, YouTube thông báo MV mới của Blackpink đạt 61,4 triệu view trong 24 giờ ra mắt. MV Love Seeker được cộng thêm 3 triệu view thay vì con số 58,4 triệu lượt xem như ban đầu. Love Seeker đứng thứ 6 trong số những MV có lượt xem cao nhất 24 giờ đầu. MV này chỉ mất hơn 3 ngày để đạt được con số 100 triệu view. YouTube chính thức công bố số view MV Love Seeker trong vòng 24 giờ. Thế nhưng số lượt xem công chiếu MV này vẫn chưa được xác nhận. Con số hiển thị ở thời điểm công chiếu MV Love Seeker là khoảng hơn 1,7 triệu người xem cùng lúc. Sau những màn trở lại đầy bùng nổ trong năm 2020, vừa qua Blackpink cũng đã chính thức có thêm một thành tích khủng trên nền tảng chia sẻ video YouTube, tạo được sức hút khủng đối với fan hâm mộ trên toàn cầu. Blackpink hiện tại đang có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp ca hát. Vừa qua, người hâm mộ của nhóm nhạc toàn cầu vui mừng thông báo rằng 4 cô gái chính thức có được nút Ruby của YouTube khi mà thu về hơn 50 triệu người theo dõi kênh YouTube chính thức. Blackpink chính là nghệ sĩ châu Á duy nhất làm được điều này tính đến thời điểm hiện tại. Theo đó, vào ngày 4 tháng 10 đã ghi nhận khoảnh khắc kênh YouTube của nhóm đạt 50 triệu người theo dõi, điều kiện đủ để nhận được nút Ruby danh giá. Đến nay, kênh YouTube của Blackpink thành lập được 1.558 ngày, từ ngày 29 tháng 6 đến năm 2016. Blackpink là nghệ sĩ duy nhất làm được điều này với thời gian ngắn kỷ lục trong lịch sử 15 năm qua của YouTube. Từ khi chạm mốc 35 triệu người theo dõi, kênh của Blackpink ghi nhận một cơn lốc tiến nhanh đến mức 50 triệu chỉ trong vòng 5 tháng. Đây là nghệ sĩ duy nhất có được sự tăng trưởng nhanh đến thế. Như vậy, sau hơn 4 năm debut thành nhóm nhạc K-pop, Blackpink giờ đây không chỉ là nghệ sĩ đơn thuần hoạt động tại Hàn Quốc, nhóm nhạc đình đám nhà YG đang có những màn công phá đến nền công nghiệp âm nhạc thế giới. Trước đó, Blackpink cũng là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên nhận được nút kim cương với 10 triệu người theo dõi vào ngày 26 tháng 7 năm 2018. Với việc chỉ debut 4 năm mà nhận được thành tích khủng như vậy, Blackpink đã xô đổ rất nhiều kỷ lục và khiến nhiều nghệ sĩ khác phải ghen tị. Những thành tích này sẽ là một cú hích đầy năng lượng cho các cô gái nhà YG, đặc biệt là sau những thành công đầy vang dội trong năm nay. Một lần nữa xin chúc mừng Blackpink và các Blink. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kbiz 24 giờ. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức hấp dẫn có trong ngày đến từ Kbiz 24 giờ nhé.